Thôi bây giờ chúng ta đang ở biển, còn bây giờ đi. Let's go. Ok các bạn ơi, và hiện tại là bây giờ mình đang cùng với Camui và Simi cũng như là Phong Cử và Sammy. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi biển. Yeah. Let's go. Ok các bạn ơi, và hiện tại là bây giờ là mình đang ở trên chiếc xe do Sammy đang chở bọn mình sẽ cùng nhau tới biển luôn nha. Khá là lâu rồi á thì bây giờ Karen và Hero Team mới đi biển tại Huế luôn á. Để xem coi là ngày hôm nay của chúng ta sẽ có những điều gì hay và thú vị nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tới biển thôi. Many hours later. Và sau một lúc á thì cuối cùng là bọn mình cũng đã tới nơi rồi đây các bạn ơi. Các bạn có thể thấy được là chỗ này rất là đẹp luôn đúng không nào? Yeah, mà khi một cái con người họ nói chuyện dài dòng quá mà mỗi lần bạn hay nói mình á, bạn hay kêu mình là mình hay nói bị dài dòng các bạn. Ừ. Giờ mình mới hiểu cảm giác nghe một cái người nói chuyện dài dòng nó mệt. À. Mày một người leo núi, người đi gọi là đi đi về quê mới lên. Ôi, bây giờ chúng ta đang ở trong khu gần nha các bạn. Bây giờ mình ở trong gần rồi, bây giờ mình đi mình đi bắt cá sấu. Ừ. Đi bắt hổ trong gần. Người đứng lại. À, hả gì vậy? Mọi người đứng im. Mọi người đứng im. Cái này nó quá là công nghiệp đi mà. Đẹp quá. Ở chỗ này đẹp quá bạn ơi. Đẹp quá, đẹp luôn rồi. Đi lẹ lên. Chuẩn bị diễn lại nha mọi người. 3, 2, 1, đi nè, đi tự, đi nó tự nhiên lên nha mọi người. Rồi, wow, có thằng Long đi kìa. Ôi không, bây giờ chúng ta lạc rồi. Ê khoan từ, mọi người ơi, biển vô trong kia là thấy là có cây nha, không phải biển nha. Ôi trời ơi. Nó là biển mà, đi thẳng ngay ra biển. Phải không? Phải không? Sao lạc thôi. Ôi sao tự nhiên tụi mình roleplay, tụi mình nói chuyện dễ thương quá vậy. Vâng, và sau một lúc mà chúng ta đi bộ thì bây giờ chúng ta cũng đã ra được tới biển rồi đây. Và các bạn có thể thấy cái chỗ này nó rất là đẹp đúng không nào? Mình nhìn cái chỗ này nó giống như là một cái hòn đảo vậy mấy bạn ơi. Nhưng mà trước khi mà tới đây thì chúng ta sẽ phải chụp những cái tấm hình selfie để kỷ niệm nha các bạn. Ồ, cái chỗ này thực sự là khá là đẹp luôn đó nha mọi người. Không thấy khu này đẹp không? Đẹp, đẹp bạn. Mình là lâu lắm rồi mình mới đi du lịch chứ. À, khu du lịch này là của mình mà. Ủa, khu du lịch của bạn hả? Đúng rồi. Hôm nay là mình bí mật dẫn một người kia tới chơi. Đưa vậy? Đúng rồi. Trời ơi trời. Vậy là bạn đã sai rồi. Đi. Chủ nhân của mảnh đất này chính là mình. Hả? Thì kia là mình mua đất của bạn sao? Không phải là bạn mua, bạn chỉ đang thuê thôi. Đâu mình mua rồi mà. Ủa mua chưa? Mua rồi. À vậy là mình còn 3-4 mảnh bên kia đó mình quên. Ê ơi chỗ này giống sa mạc quá vậy. Sa mạc quá vậy. Hay là bây giờ mình ra đây sinh tồn đi. Ủa hai từ. Sao bọn mình đi biển mà sao đi hồi mình ra sa mạc luôn vậy mọi người? Trời ơi nó đẹp quá các bạn ơi. Đi biển quá. Chúng ta đi rồi các bạn ơi. Wow. Đẹp thật sự. Wow. Wow, khu này đường là mát quá đi các bạn ơi. Trời ơi. Em mình chụp tấm hình đi, chụp tấm hình. Đẹp. Thôi, chuẩn bị chưa cả nhà mình ơi? Chuẩn bị rồi cả nhà mình ơi. Ê nhìn cái chỗ này nó giống như là đảo Hawaii vậy các bạn ơi, và tất nhiên là sẽ không thể nào thiếu được những màn chụp hình rồi. Bạn nào muốn coi hình thì lên Facebook của tôi nha. Ở cái đường này nó giống như là bây giờ mình đang đi vô Mekong tình yêu. Cái gì? Sau khi mà bọn mình ngắm biển xong rồi thì bây giờ bọn mình sẽ ra khu villa nha các bạn. Đó, hôm nay mình ở villa luôn nha. Xịn chưa? Không có Phong ơi, mình không có thuê Phong ơi. Đúng rồi, nghèo lắm. Đi bộ thêm một hồi lâu nữa thì bây giờ cuối cùng chúng ta cũng đã tới được một cái chòi nhỏ. Đây chính là cái chòi mà để chúng ta có thể dừng chân tại đây. Và sau đó chúng ta cất đồ ở đây nha các bạn ơi. Và trước khi mà chúng ta đi ra ngoài biển thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem là chúng ta sẽ có những cái điều rất là bất thường. Ví dụ như là Kai với Sim thì không mặc đồ đôi với nhau, mà thay vào đó là mình với lại là Sammy đang mặc chung áo đỏ các bạn ơi. Cái gì vậy bà nội? Còn Phong Cận và Simi thì đang mặc áo xanh á. Mình cũng không biết tại sao lại có cái chuyện này xảy ra nữa. Nhưng mà nó không phải là một cái sự trùng hợp đâu nha mấy bạn. Nói chung là mấy bạn đừng nghĩ gì sâu xa nha. Mình đâu phải tâm. Đá vô mặt mui. Đá cát vô mặt mui á. Làm dáng chuyên hùng của Spiderman á, người thì làm kiểu như này nè. Hôm nay hai tụi mình. Hôm nay là tự nhiên không hiểu sao cơ may nào đó mà Sam mặc đồ đỏ. Ủa là nó giống y chang luôn hả? Không, cái đây là dưa hấu. Cái này dưa hấu, còn cái này là hôm nay là tụi mình đi đi chơi. Còn mui thì anh là chuối. Cái chuối. Trái cây với Sammy. Đúng rồi. Tôi với Sammy. Hôm nay là thiếu mỗi anh Mr. Dịch thôi là bằng bẹt rồi. Thật ra chị. Mẹ ơi. Thật ra không phải tự nhiên mà tôi chọn trái chuối đâu, tại vì nó màu vàng. Mang cả Mr. Dịch. Linh hồn của anh. Cái gì? Các bạn thấy hoàn cảnh lúc này nhìn là chill đúng không? Nhưng mà không phải đâu, thực ra là bây giờ đang rất là nắng các bạn à. Nắng chắc phải 33 độ C gì đó. Cho nên là sau đó mình đã quyết định vô cái chòi.
chưa kịp ra biển chơi thì bây giờ Simi đang bắt mình phải quay clip cho Simi và cái mặt mình không vui lắm. Đây đó, chụp hình đó, chụp hình các thứ đó, ghê chưa, ghê chưa. Ok các bạn, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau cùng đi kéo ngoài biển tết thử. Đợi phong đó. Được chưa? Ok rồi. Ok, 3, 1, vô. Hello, chào mọi người, tụi mình là... Hello, team! Tụi mình đang ở... Biển! Rồi, cầm kìa tiếp theo. Rồi, Sammy luôn đi đó. Nói chung là bọn mình đang thay phiên nhau để chào trong video của mỗi người á. Nên là mấy bạn có thể qua vlog của những thành viên khác để coi nha. Và bây giờ chúng ta đang ở biển, còn bây giờ đi. Let's go! Lạnh lắm mấy bạn ơi, lạnh quá. Trời ơi, thật là lạnh quá đi. Trời ơi. Các bạn à, các bạn biết gì không? Mình rất là buồn. Khoảng thời gian qua đã có rất là nhiều thứ xảy ra với mình. Mình đã trải qua một cơn khủng hoảng. Xin ra, đang tâm sự. Mình đã trải qua một cơn khủng hoảng rất là đáng sợ. Có lẽ là mình sẽ không gặp các bạn nữa đâu. Tạm biệt. Trời ơi! Rồi, cái điện thoại. Trời ơi, cái điện thoại. Trời ơi là trời, Phong cận múa dữ quá cho nên là bây giờ cái điện thoại bị nhúng vào nước luôn các bạn ơi. Hello, how are you? I am under the water. Please help me. Không biết là bây giờ nó có còn hoạt động được nữa hay không nữa đây. Đây, để mình xem thử cho các bạn coi nha. Nhưng mà may quá cái điện thoại nó vẫn hoạt động được các bạn à. Mình cứ tưởng đâu là cái pha đó là coi như là cái điện thoại đi luôn rồi chứ. Và đây là những cái màn vô chi vô giác của tụi mình. Và các bạn nhìn mặt Phong kìa. Mặt Phong như xác sống vậy đó bạn ơi. Trời ơi. Phong diễn hài đi, Phong diễn hài. Hình như là biển này nó hơi mặn hay sao quá các bạn ơi. Cho nên là bây giờ Phong khá là ngứa. Nên là bây giờ Phong quyết định là lấy nguyên một cái chai nước suối để ngứa lên đầu luôn các bạn à. Ủa gì này đúng không? Cần kiến không? Quay cần kiến, trai cần kiến không? Không. Thật ra là chuyến đi chơi này của bọn mình á không có tắm biển nhiều, mà bọn mình chủ yếu là muốn chụp hình để lưu giữ lại những cái kỷ niệm thôi. Nếu mà bạn nào mà muốn coi những cái tấm hình này á thì các bạn đừng quên là hãy vào ngay Facebook của mình cũng như là Facebook của những thành viên Hero Team nha. Bọn mình cũng đăng ầm ầm ở trên Facebook á, nên là mấy bạn nhớ vô xem và thả một like. Mình vô này nè, em đúng được bài gì? Rồi còn hai anh em nào, Đây anh em nè. Và bây giờ là đến với cái dáng chụp hình gì đó mình cũng thấy hơi khó hiểu xíu, nhưng mà cái này có vẻ giống như là siêu nhân hay gì đó các bạn ơi, nhưng mà nhìn nó cũng khá là dễ thương đúng không nào. Và bây giờ bọn mình đang thay phiên nhau để chụp hình đó các bạn ơi, và tí nữa sẽ là một cái pose chụp hình rất là đáng sợ. Thẳng người lên. Rồi, thẳng người nha, rồi cầm đi, rồi cầm. Ê, như bắt cái, lùi tí, rồi. Rồi, ok. Đẹp không? Cuối cùng nó cũng đã tới rồi các bạn ơi. Và đây chính là cái dáng chụp hình mà mình đang mong muốn mọi người sẽ chụp giúp mình. Đó chính là mọi người phải bưng mình lên các bạn à. Trời ơi, cứu tôi ơi, Thật ra là mình cũng khá là nặng á, cho nên là các bạn thấy là vẻ mặt của mọi người có vẻ như là không vui lắm. Mặt ai cũng nhăn hết trơn á đó. Trời ơi, còn cài 9 giây nữa. Cài 10 giây nữa, cài 3 giây thôi. Trời ơi! Tôi bảo mà! Và cái kết là bây giờ cái hình nó đã bị lệch rồi các bạn. Cho nên là bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chụp lại cái tấm hình này nha. Trời ơi, nó ám ảnh dễ sợ. Ok chưa? Rồi. Chụp nha, 3, 2, 1, phục hình lên nè, rồi mọi người chụp lên. Rồi, Mui ơi, nhanh lên Mui ơi, nhanh lên. Rồi, cái thẳng người ra, rồi tạo dáng nha, cười nha. Mọi người, tôi cũng muốn chụp hình nữa, mọi người chụp. Trời ơi, kèo này căng nha, rồi, cái điện thoại nè. Rồi, căng xỉu rồi. Rồi, mọi người ơi, bắt cùi. Kèo này căng quá ra. Giữa đâu vậy? Căng nha. Ngồi lên coi. Rồi, 10 giây đó nha. Có đỡ được không? 10 giây hay 3 giây? 3 giây thôi. Rồi, 3 giây hay 10 giây? Chạy được, 3 thôi. Thôi, bây giờ 10 giây sao mà để lúc 5 giây này. Giờ nè, bây giờ nè, bác chỉ nè. Bác
10 giây nè, bạn bấm 10 giây xong mình bấm rồi. Ok, các bạn chạy lại bới chụp liền luôn. Đúng không? Rồi, cho vô thế trước cái, cho vô thế trước. 10 giây xong mình đổi, xong đem lên bao giây mình bưng lên được không? À cũng được. Đâu đâu, vô thế cái coi. Thế hả? Ủa không đúng. Bên này. 10 giây này chuẩn bị vô thế nè. Ủa sao ta? Đúng rồi. Rồi, vô đi. Trời ơi, đeo rồi. Ôi lên, không rồi. Coi hình. Mình thề với các bạn luôn là bây giờ bọn mình đang ngồi coi lại hình á, và bọn mình đang ngồi cười quá trời luôn á. Bởi vì là không thể nào ngờ được là có thể chụp ra được những cái tấm hình này luôn á. Và sau khi mà chụp hình xong là bây giờ chúng ta sẽ đến với cái màn gọi là thả cơm to. Thật ra là cái này mình đang bắt chước Phong á các bạn. Tại mình thấy Phong cũng làm vui quá cho nên là mình cũng bắt chước á. Nhưng mà nói chung là phải vậy thì nó mới tình cảm đúng không các bạn. Đó, mấy bạn bảo mình ít tình cảm quá thì bây giờ mình tình cảm cho các bạn đó. Tình yêu trong lành nhất thế. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi ăn nha cả nhà mình ơi. Trời ơi, sau khi mà nãy giờ chúng ta đi thì ở đây view đẹp lắm các bạn đó. Biển hôm nay thật là đẹp quá quý vị ạ. Quá đẹp luôn hả? Phải nói rằng là bãi biển hôm nay rất là mát mẻ đó. Mát lắm. Không hề nắng nóng đâu. Đúng rồi. Đi một hồi là bọn mình lạc ra tới chỗ nào luôn rồi. Ủa chỗ này chỗ nào thì đảo hoang hả? Em như lộn thôi. Đi một hồi lạc ngoài đảo hoang thôi. Không lộn được, không lộn được. Tại nó cùng là đường biển mà. Không, anh nghĩ là mình ra biển mà đi luôn đi. Và sau khi đã nghịch tất cả mọi thứ xong thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần ăn trưa nha. Bởi vì bây giờ ai cũng đã rất là đói rồi cho nên là bọn mình sẽ ăn trưa. Và tất nhiên khi mà đi biển chúng ta phải ăn gì? Đó chính là chúng ta phải ăn hải sản đúng không các bạn? Đó, hải sản. Rồi, múc lên đúng rồi. Rồi, được rồi, ra đi, ra đi. Bái vậy chứ. Rồi, mình ăn cơm đi, ăn cơm đi. Ôi được rồi cả nhà mình ơi, sau khi mà cả nhà mình đi ăn xong, cả nhà mình đi biển xong thì bây giờ chúng ta cùng nhau ăn cơm nha cả nhà. Ăn cơm nha cả nhà. Đầu tiên là có món rau xào. Hả cái gì? Không, cái này nấm xào bạn, cái này nấm xào chứ. Không, đây là nấm tôm, đậu hũ, xào. Ờ để ghi nhiêu cái. Đây là món hải sản nha quý vị. Dạ. Ê, bỏ xuống cho người ta ăn như vậy. Còn đây là món xiên nướng nha. Đó. Trời ơi, ngon quá vậy. Rồi, bạn. Đây là cái xiên nướng nha các bạn. Xiên nướng ngon lắm nha các bạn. Wow, wow, wow. Cái ăn thử miếng bằng cái. Cái gì cả? Còn hai cái xiên đó bạn. Hai cái xiên à? Đúng rồi, hai cái xiên thịt nướng. Ngon quá ta. Sao nó không bắt nét gì? Sao nó không chịu bắt nét cái miếng thịt vậy? Và sau một ngày vui chơi tại biển ở Huế thì bây giờ bọn mình cũng đã về nhà rồi đấy các bạn ơi. Và bây giờ bọn mình tiếp tục là sẽ đi ăn nữa nha. Ok các bạn ơi, thì có lẽ là vlog của mình tới đây cũng đã kết thúc rồi. Và nếu mà bạn nào mà muốn mình ra thêm nhiều vlog liên quan tới Huế nữa thì các bạn đừng quên là hãy giúp cho video này của mình đạt được 5.000 like. Còn bây giờ thì kết thúc một ngày tại đây thôi. Bye bye.